Theo thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 8 đến 14 tháng 2 năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 1 người, bị thương 13 người, giảm 3 vụ, 2 người chết so với cùng kỳ năm 2023. Đường sắt, đường thủy ổn định, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã duy trì 100% quân số, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Phát hiện lập biên bản 1.200 trường hợp vi phạm, tạm giữ 48 xe ô tô, 756 xe mô tô. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn trên 700 trường hợp, tăng 196 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023. Tốc độ 288 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 107 trường hợp, vi phạm khác là 364 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước 283 triệu đồng, tước 25 giấy phép lái xe.